Hello, xin chào anh em đi mẹ. Ui, đi mẹ chưa gì đã đến thứ hai đầu tuần rồi, thề cảm giác đi mẹ nhiều năng lượng vãi lồn thề. Thôi để hôm nay mình chơi game The Way Out nhá, đi mẹ hay vãi lồn luôn. Đây, thôi được rồi, để mình chơi A Way Out cho các bạn xem nhá. Không các bạn lại không tin mình. Đấy. Mẹ cho em 15 ca ăn sáng, em ăn 5 ca 10 ca để dành cho anh mũ mũ. Trời ơi, sao lại phải khổ thế? Cảm ơn Nhi nha, cảm ơn em. Trời ơi, em để dành lại 10k để ăn sáng nữa đi. Anh chỉ cần em xem thôi là anh đã yêu quý em lắm rồi ấy. Thề. Ngày xưa anh cũng kiểu đấy đấy. Ngày xưa nhá, anh có 20.000, anh còn donate cho anh Độ tận 18.000 cơ. Để donate cho anh Độ xong rồi 2.000 anh đi mua kẹo để anh ăn sáng đấy. Tại sao tao lúc lồn nào chạy sau mày thế? Mày bên dưới, tao bên trên. Ok nha. Đây. Rồi đóng cửa vào. Hold on. Rồi đây. I'll help you barricade. Đây. Đúng rồi. Đây. Giữ một tí thôi bạn ơi. Đây bạn ơi. This should buy some time. We gotta get out of here. Đéo giữ được nó lâu đâu, đi mẹ không thể chạy thoát. The vent. I see it. Bây giờ mình phải trốn. Không, mình phải đi lên. Giờ này. Nhanh lên, đi mẹ sợ quá. Nhanh. Để tao qua trước cho. Ê. Nhảy à? Không, mày ra đây nào. Ra đây. Ơ, bên phải làm gì? Đi kéo cái này. Kéo cái gì? Vincent, get up there and I'll push this across. Tao phải đẩy mày nhớ. Hiểu. Rồi, bạn ơi, sang bên kia, tao kéo mày lên. Hiểu. Rồi, được rồi. Nhanh, đi cây. Get over here, I'll help you. Đây, nhìn tao, trên này, rồi, đấy, treo lên cái thùng. Nhanh lên, đi pẹt nó phá rồi kìa. Đây, tao đang cứu tao. Rồi, lên, nhanh. Lên, nó tìm bằng đường mở kìa. Đi pẹt nó lên cái thùng rồi. Đây, cứu gọp, nhanh. Đấy, tao bấm nhầm rồi. Nhanh. Ôi, nó vào rồi. Nó vào rồi, kia các bạn. Ôi, nó bắn tao. Ô. Mẹ quên chốt cửa rồi mẹ ơi. Ôi, cái nào này tích nhé. Mẹ sao mình đèo có súng nhở? À, súng mới để trong xe rồi. Để trong cốp xe rồi. Ơ, để đẩy cái này xuống. Đây, anh em phải lấy cái này chặt. Mình phải đi. Mẹ bắn hộ 40 cái, bắn đấy. Thằng này nhiều đạn phết nhở. Ê, sang bên kia. Rồi, sang bên kia. Lúc. We can control the next one from here. Get behind it. Điều khiển đi. Mày qua trước đi. Hiểu. Nhanh. Kế bên, đừng để nó bắn tao. Mày cứ đi, tao ấy đâu. Ô, đi mẹ theo tao. Từ, tao sẽ qua đây, tao sẽ giết nó, mày hiểu không? Tao nhảy vào nó. Đây. Ô, nó bắn tao. Thì con tao đi tao. Chơi nó đây. Đây, tao đến đây. Đợi tí. Nhanh, đợi tí. Bắn đây. Mẹ em đánh bắt tao á. Mẹ em đánh bắt tao á. Mẹ mày. Chơi nó cười dạ. Mày nó khỏe đấy, chơi anh em mình kìa. Không, tao chơi được. Từ từ. Đúng rồi, chúng tao đi đâu. Mày, bắt đồ khốn nè. Mày bắt cổ nó mê. Đó đi, đỡ đi. Mày đỡ đi. Đỡ hộ. Ôi mày giết người đấy, nhìn bạn. Ôi, chết luôn rồi à. Ôi, mẹ mày định dọa nó thôi mà. Đi mẹ chết luôn rồi à. Chết rồi. Đi mẹ tao chỉ định dọa nó thôi. Sao bạn đây? Nó giết mình mà, bây giờ mình không giết nó thì nó giết mình thôi. Look, I don't know tao đỡ hiểu chuyện gì xảy ra với mày cả. But we need to finish chúng ta what we started. Phải hoàn thành trước khi chúng ta bắt đầu. Nếu không họ sẽ gửi hàng giết mình như này. Biết rồi. Then why the hell did you want to leave all of a sudden? It's my wife. She's in the hospital. Sao mày lại muốn nghe điện thoại? Có vấn đề gì? That's great news. Thì mẹ tao vừa mới đẻ con. Congrats, man. Ôi, cảm ơn bạn. Chúc mừng mày nhá. Thanks. Mấy cân mày ơi. Ôi mày dặn đẻ được à? You don't seem too happy about it. Trust me, I'm happy. Bố mẹ hạnh phúc mà, thằng qua bố không thể hiện ra thôi. It's really complicated between me and my wife. Look, này, complicated or not. Mày bị phức tạp với vợ mày đúng không? Mày bị gay đúng không? Whatever's going on between you two. Tao hiểu rồi.
Still your kid. Bạn đấy là vẫn là con mày, hiểu không? You're right. Of course I am. You know I am. Tao đéo biết. Biết đéo mày chứ. Có máy bay không đấy? Bố mày có nhà ba mặt phố. Bây giờ phải đi phải mày lên bệnh viện con mày đã, hiểu không? Sau đi máy bay sau. Đi. Yeah. I'm with you. Vincent, mẹ gói nào? Mày đi với tao xong mày yêu tao. Tao sợ mày lắm. Right, mày có mày phức tạp với vợ mày mà. Let's go. Lại bay. Ừ, đây là vẫn kể lại. Mày biết không? I could tell it was your first kid. You could. Đấy có thể là con của mày đấy. Back at the hospital, the way you were holding your baby and shit. Lại không có đi mẹ thông báo á. Sorry about the shit part. I didn't mean it that way, you know. But like YouTube ít cho nên bây giờ nó không hiện đề xuất rồi. Cho nên anh em nhớ like cho mình nha để nó không hiện lên đề xuất. Chứ bây giờ như là bấm bắt đầu live stream mà nó không thông báo nữa rồi. What's wrong, man? Cú quá luôn. What's the problem with you and your wife? Vợ ta bị lét, mẹ cuối 10 năm rồi, mẹ mới biết. Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. Tao kiểu đi mẹ, cố có con rồi nhưng mà bao nhiêu năm rồi vẫn kéo có ấy. A day mày vô sinh đúng không? Out, mày bị gay mà. You've never been so happy. Ui, nghĩa đéo phải con tao đúng không? Then, tao cũng như thế. Everything went to hell. And I ended up in prison. Mày bị vô sinh mà, mày bị gay rồi. Yeah. Rồi, bây giờ tìm con mày nào. Phải Carol à? Phải Carol là tìm vợ tao mày ơi, tìm vợ tao đã. Hey Vincent, I found the maternity ward. We need to take the elevator. Đến thang máy, đến thang máy. Đưa phải tìm thang máy. Tao nghĩ bên này, bên này thang máy đây này. Đưa tao uống nước đã. Đéo uống nước được à? Thang máy đây này. Mày đéo hỏi chuyện với ông này à? Mày quen biết đéo gì hỏi. Mày biết đâu biết anh em mình trốn tù ấy. Ừ nhỉ. Ui thằng này. Mày. Ui. Mày mồm thối thế. Nó phát hiện rồi hay sao ấy? Cái lồn à? Không, thầy chỉ đi cùng thôi, bình tĩnh. Im. Thằng này nó chỉ đi cùng thôi, đéo biết đâu. You guys seem familiar. Thằng này. Chưa bao giờ, Tao đéo nghĩ thế đâu. Em vừa mới ra tù thôi. Chúng mình chưa gặp nhau bao giờ cả. Ôi. Bình tĩnh bạn ơi. Nói nhá. Bình tĩnh. Nó mà ngoài lạ tao đánh nó luôn đấy. Em bảo em vừa mới ra tù mà em chưa bao giờ gặp anh luôn. 20 năm trong tù rồi. Giết mẹ không? Ê lấy súng không? Hay không? Có nên không nhở? Tao nghĩ địch mẹ đánh nó sợ bị lộ ấy. Hay là cứ nói chuyện với nó đã. Ờ cứ nói chuyện đi xem ý nó như nào. Xem địch mẹ nó mày muốn như nào. It's probably me. It is? Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't okay. Figure out what it is. Mày bị corona. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. Alo corona này. Nice. Mày giả vờ chứ. Mẹ không vào đi được. So, mẹ khen bố mày đi. Khen bố mày đi. More nervous. Được đấy. Thông minh đấy. Understandable. I was nervous mẹ too, but đánh don't worry. Nhưng mày phát hiện nào cảnh sát đến nào. Như này hợp lý nhất rồi. Ô đùa đẩy xe lăn không? Ở right. Đây. This is fun. How hard can this be? Đùa xe. Lúc này anh em đùa. Yeah. I'm really good at this. Cân bằng. Đi co. Chơi gì mà? Từ lại. Cân bằng hiểu không? Từ này, thì tao đổi không, lại rồi. Không bấm lúc nào để cân bằng ấy. Thì AD hiểu không này? À.
đã biết nó bảo là hết mất mạng hay sao này. Ô đi mẹ mày, mạng tao bị mất mày ạ. Hình như là không phải dùng xe lăn đâu, hình như là đi đi tìm con kia mà. Ừ thì xe lăn là kiểu cứ game mini game ấy. Ủa đi mẹ hay lại. Mày giúp nó sửa bóng đen kìa. Thôi 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 thôi, tìm vợ tao đã, vợ tao sắp đẻ rồi. Chơi bời gì. Đây vợ tao đây đúng không? Vợ tao đây đúng không? Ừ không phải đâu. Congratulations. Em ơi, what are you hoping for? Boy, hai gái đó. Ui, con này xinh phải luôn mày. Mày ơi, bố mày này. Qua đây. I hope you don't mind me asking, but I don't see the father around. Oh, my, ơi, đây này. My good for nothing idiot boyfriend? Yeah, he's not here. Mẹ phải loại hỏi chứ, mẹ mày à, vợ mày đang đẻ cho mày mà. Vợ tao đây, vợ tao đây. Em mày xinh xinh này, em này mới là vợ tao này. Mày xinh rồi, mày vợ mày mặc váy xanh mà. Qua đây, nhanh lên. Đâu? Mày là phải làm bố nó mới được thăm. Đây này, gặp em xinh xinh này này. Đấy. Ở đây. Ồ, đây 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 mới là vợ tao này. What's the name, please? Đây là vợ tao. Đây là bố tao, vợ mày nằm bệnh viện. Đây là bố tao mà. Còn đánh chết mẹ mày. Right, just follow me, sir. Ê, cho tao đi với. Đâu đâu, vợ em đâu chị ơi? Hey Leo, you coming? Đi ông bạn ơi. Please Leo. Đi chứ, đi mẹ tao phải xem mặt con mày có giống mày không chứ. Thanks. Mày mày đừng thấy sinh nảy sinh tình cảm đấy nhá, đừng thấy vợ tao sinh nảy sinh tình cảm đấy nhá. I lồn. Oh. Hey Carol. My God. You okay? Đi Betty. I'm fine. Vincent, what are you doing here? Ủa đến thăm con cũng đéo được kìa. Để ờ, đến thăm em mà. Ờ. She's my daughter too. This is Leo. It's nice to meet you, ma'am. Yeah. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. Thôi tao cho mày không gian riêng, tao đợi ngoài mẹ chơi, tao tán con and, đi tá vậy. Congrats, by the way. Chúc mừng nha em, thằng con giống mày đấy. Đi mẹ con gái mà, ơ, đi mẹ thằng con kia đâu. Can I hold her? Ừ. Uầy, bố cầm con bố chạy luôn. What the? Come on you piece of shit. Work, work. Ê, đi mẹ mày đừng gây rối. Mẹ cảnh sát nhìn thấy vậy. Mày điên là tao mất mẹ. My mẹ đông xu. My baby. Đi mẹ uổi thề sinh mãi luôn. Mặt đống tao đéo chịu được. Này mày nhìn xinh không? She's so beautiful. Xinh đấy nhưng mà không phải con mày. She is. Con tao. Không phải con mày. You know, con hàng xóm rồi. Vincent. Bóng làm sao để con được? So much. I just have to finish this. Cái gì ấy? You have to trust me. Tao phải giải quyết chuyện này. Carol. À, có chắc là con này giận tao vì tao đi tù đúng không? Chắc thế. I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that. You're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. Ta sẽ đéo được. You have to trust me, Carol. Đi mẹ có thằng nhìn trộm rồi. Đi mẹ mày nhìn trộm đúng không? Không. À chắc thế đấy. Tao với tao đứng ngoài này mà. À đâu tao nhìn đâu, tao dơ như mày đâu. Ê ê, ngó ra ngoài xem mình nhường cảnh sát nó. Thằng cảnh sát nó báo cảnh sát rồi. Ừ, mẹ. Tao nghĩ thế mày. Lồn rồi mày. Ôi, ơi. Tao còn hú lồn rồi. Đi mẹ tiếng xe cảnh sát đến. Mày thấy dạy gái chưa? Đi mẹ tao quái tao bảo đánh chết mẹ đi. Đéo chịu. Đi mẹ em thề. Shit. They said we need to get the hell out of here. Kìa bà vãi lồn rồi. No shooting, we're in the hospital. Okay, let's go. Đi nhím ơi. Đi mẹ anh em bị tách ra rồi. Thôi cầm con chạy luôn, cầm con chạy luôn, không đéo kịp. Mày phải treo ra ngoài kìa, anh em mình mới được. Từ từ đã, từ từ đã. Kill. Just go. Okay.
Chết mẹ rồi, tao bị bắt rồi mày ơi. Anh sẽ về quay lại thăm em, hứa thề. Sao mày chạy được cái đường anh dễ? Anh sẽ không bỏ em chạy... đâu. Khó vậy luôn. Mày điên à, mày sẽ lên trên kiểu đéo gì anh em gặp nhau à? Ôi đi cô mẹ. Ôi sao tao này đoán giỏi nhỉ? Ôi sao tao đéo phải chạy nhỉ? Ôi chết mẹ ơi. Ê đến mày, đến mày rồi, đến mày chạy rồi. Chạy đi. Đánh luôn đúng gái yếu lắm. Mày điên là đánh theo đường bắn nó gặp súng mà. Điên bọn nó không bắn nhau ở ở bệnh viện. Nó không dùng súng bệnh viện. Wow mà. Chạy đây bạn ơi. Tao nhìn phải tao sợ quá. Chạy đây, chạy đây. À xong rồi mày sẽ phải mở cửa cho tao đấy. Ơi đấm nó đi mọ đừng ôi tưởng đá vào chim ạ. Mày khỏe quá mày ơi. Ôi đừng đừng chị cây ơi, đừng giết người chị cây ơi. Đây 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 tao biết rồi. Dọa nó thôi, dọa nó thôi. Ô sao tao xuống mẹ đây rồi. Oh shit chết mẹ mày, chạy đi để giúp mày đấy. Rồi để yên, tao chạy được, tao chạy được. Người tao đéo muốn đánh người đâu nhưng mà bắt tình huống đi rồi đi hết ta, đi hết ta. Nước sôi, nước sôi. Tránh ra, tránh ra. Rồi, anh em mình hút vào nhau. Sao anh em lại gặp nhau à? Để mày rồi, để mày chạy đi, chạy đi. Sợ quá, sợ quá. Ôi. Ây. Giữ lại. Shit. Hey, shit. Is anybody in here? Better show yourself. Để sao ra? Chúng mày ngồi yên đi, nó không biết mày đâu, nó không biết mày đâu. Bây giờ sao? Đi. Đi dần đi đâu đi. Ra ngoài. Vào đây à? Hay ra ngoài. Ui chịt, giật cả mình. Không, nhưng phải mở cửa mẹ. À, mở cửa. Come on, hey, open, guys. Nhanh. Đi bẹt con tao thì sao? Huy con cặc, mày bị điên à? Đi bẹt đứng yên này bố mày chết à? Chui đi mày ơi! Đây, đang xuống, đang chạy. Ây à, đây rồi, gặp tao, gặp nhau rồi bạn ơi. Ôi, bây giờ tao đi, ui, đi kiểu gì đây? Ôi, giờ sao mày? Ui, mày phải đánh nhau. Come on, vào đây, mày vào đây, tiếp đầu công. Làm sao, vào đây. Nữa nào, ui, mày thêm. Mày là anh em mình là đồng đội đó. Mày đánh ai hả? Là may mà mình là đồng đội thằng này không thì mình là đối thủ sợ phết đấy, đéo đùa đâu. Ui tao chết rồi mày ơi, tao bị bắt kẹp rồi. Mày vào đây. Mày vào đây. Đau đấy. Đau không? Kiểu bố mày đập cửa nhà ấy, hiểu không? Bố mày tiếp bạn ơi. Tiếp bạn ơi. Chưa cứu tao. Chưa cứu tao. Tao ui à. cố lên đi cây tập trung chút thôi. Một bà da đen à? Ui rồi ôi đau cho em, xin lỗi nhá. Mày à. Ôi đến lớp mày đấy. Ê tao đây rồi. Mày đéo chui vào đây đâu, sao mày yếu đuối nhỉ, toàn trốn đấy. Tao mẹ khỏe mạnh hiểu không, dùng mẹ bạo lực ấy. Đeo sổ nhá. Rồi, đây, biết rồi. Ê. Check the window. Ui, nó check the window. I don't know. I don't think he's that stupid. Trốn. You never know with these fugitives. I'm not so sure. Ôi, ở window không gì đâu, thề. Chị ơi. Looks like it. So, where'd he go? I guess he jumped down and ran out. Ui, cẩn thận đưa bạn ơi. Sợ như người nhện nhỉ. Mày tao là dùng não mày hiểu không? Còn mày là dùng chân tay chứ mày đánh nhau với nó. Tao mày đéo bò xuống nữa.
đéo vỡ với tao này. Ô mày tầng dưới à? Ừ điêu nhỉ, tao vừa mới ở mày mà. Ui. Bây giờ tao bị bắn rồi. You're coming with me. Mày ngỡ giật bắn với tao, tao bắn vào mày đấy. Bắn luôn, mày bắn hàng lồn luôn. Mày điên à, bắn là thua đấy. Thằng nào em chả đang bị truy nã rồi, sợ bùi gì. Mày im mồm đi, thằng tao bắn đấy. Thằng bắn thằng ra đây đấy. Có. Mày cứ lùi lại đi, thằng bắn mày đấy. Ui hàng lồn này. Sao đéo bảo nó, bọn nó đứng yên đi. Thì mày cứ để bọn nó đi không làm gì. Fuck. Đứng yên đi. Thằng bắn. Tao bắn mày đấy. Bảo nó đứng yên đi, đừng đuổi nữa. Mày điên, nó cứ đuổi chứ. Ủa, đến mày luôn kìa. Ủa, sao mày đi mày, ủa, mày game đi đã mà đuổi nhỉ? Hay vãi lồn nhở. Ừ, chuyên nghiệp vậy rồi. Oh crap. Đi mẹ. Ôi, đáng lẽ anh em mình phải chơi đúng nhân vật chứ. Đi mẹ, mày đáng lẽ phải đập nhau nhiều mà. Tao đi mẹ dùng não nhiều hơn. Dạ vâng ôi, dạ vâng ôi. Nó thấy mày giờ. Không. Tao giả ngu được. Mày yên tâm. Tao giả ngu được. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. Đéo cứu đâu. No. Are they dangerous in any way? If you see them, you make sure you stay safe. Stay away and call for any of us, okay? 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 4. Cộng 1 là 5. Sure. Bao bao bốn. Mẹ đang giả ngu mà. Mày để ý mất. Mày đeo khẩu trang vào là được. Mày corona này đeo khẩu trang vào. Đeo mắt bắt cởi ra. Nhanh lên. Đừng hỏi con kia nhá. Rồi. Mày đang chạy vãi lồn ra đây. Thời gian đéo đâu mà hỏi. Ui, làm sao mà thoát được cái bệnh viện này. Chạy vãi lồn đi. Chạy đi. I'll jump out of the window. Đi bẻ bộ tay qua cửa sổ. Ui ôi, đau. Đâu rồi, thầy đến rồi, thầy đến rồi. Ui, đi bẻ mày đến rồi. Tao đi rồi, bạn ơi. Are you shitting me? Come on, just give up. Open. Freeze. Fuck, surrender. Bắn vào ổ khóa, bắn vào ổ khóa, đi đây. Shit. Đéo có đạn, súng đéo có đạn. Come on, let's go. Ui, đánh nhau luôn. Bịt mẹ căng đấy nhở. Cứu tao đấy. Bắt tao ơi, cứu tao. I need to help. Giờ nhá. Giờ tao sẽ cứu mày, đợi tí tao chạy về nhà đã, Tao chạy về nhà trốn đã, từ từ. Tí tao sẽ cứu mày sau. Lấy ô tô kìa. Yên tâm, mày yên tâm đi. Tao để tao về nhà nghĩ cách đã, xong tao cứu mày sau. Mày điên là mày cứu luôn chứ, về nhà tao bị nhau bẹ vào tù rồi. Thì mày đang nào bị bắt đi mà, để tao về nhà đã. Yeah, mày cứu từ lúc này luôn mày hiểu không? Anh em mình thấy được. Wow, một gậy vào đầu. Ui, thì mẹ slow motion luôn ạ. Rồi, tao hiểu ý mày rồi. Đúng rồi, chạy vào luôn bạn ơi. Nghe bạn ơi, chạy luôn này, chuẩn bị tinh thần. Chạy luôn, nhanh. 1, đứng dậy. 2, 3, chạy luôn. Nhanh, đúng rồi. Mày vào đây, nhanh. Ui, chạy rồi em. Của bạn hết đấy, lái đi. Đó, mày cũng tin tao. Cổ mà, đấy. Phải tin tao. Có đéo được lái à? Đuổi thế lồn được tao. Ui, thế là anh em thoát rồi à? Ờ, dễ dàn nhỉ? Điều vậy luôn, ngoài đời như này bắt chết mẹ rồi đấy. Đấy, thì mẹ anh em thấy mẹ sẽ chơi game hay vãi lồn ra. Thế khi nào, cho anh em mẹ phải làm quả vlog kiểu ngoài đời thực luôn đấy, hiểu không? Reaction game ấy. Xem quá đi trong game không? Parody ấy. Ơ, em nào đây? Con trai mà. Không. Long time no see, Vincent. How you doing? Good. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So, you're dạ a friend, luôn. I guess? Yeah. I hear you're a good player. Đi mẹ không phải bạn thì là người yêu à? Quá lồn thật. Ý ở đây. Biết đâu được. Ý ở đây. Lớp bồ mày sao hoặc là chị em gì đấy. Chị em
Không, con, em, con này nó hỏi anh em mình là bạn à. Đúng không? À, tao mới chơi cái này đéo phải bạn đi mà người yêu. You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Trả gấp đôi luôn. Sợ bùa gì? Gấp ba được. Good for that, Vince? Yeah. Nhìn nhá. Where are you going? Where do you think? Đi đâu đấy? Mexico. Ui, hình như anh em đang cần đến Mexico đúng không? Ừ, hợp lý vãi lộn. Wow. Thế anh em mình sắp phá đảo đấy. Đúng không? Không biết. Thằng đấy ở Mexico à? I would never say anything. Ừ. I would never do that. You know that. And I didn't say anything. That they tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you've got to trust me, Harvey. I promise. Please. Please. À, đâu thằng Harvey chứ nhầm. Đây, đây là thằng địch mệnh chúng ta còn phải giết. Thank you. Đúng rồi. Địch mệnh thằng chó ấy khiến anh em vào tù. You're doing the right thing, Harvey. Đúng rồi, Thảo Bạch. You're good, Harvey. You're a good man. Thank you so much. Thank you. Chế bài. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan. Dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Oh, địch mệnh cái lồn gì đấy? Pero qué pasa? Ta no preguntes tanto. Hazlo nomás. Ở giết thằng kia luôn. Ô. Ui, bằng dao hai luôn à. Hey. Here you go. Hey Vincent. Tao muốn chấp ba mày. Who is this Emily really? Don't even ask. Hỏi cái lộn. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. Ôi, tao sẽ phát hiện được. Giáp 2, giáp 2. What do you think? Is this a good landing spot? Ủa, đeo có mũ à? Let me see. Không. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. Mũ chơi lút được mẹ. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hello, Vincent. You crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Well, technically, you're right. What do you say? Nhảy đây, bạn ơi. Sợ bùa gì? Nhảy dù đây. Dù à? Ừ. Dù à? Nhảy dù nhá. Dù đi, sợ bùa gì? Oh, shit. All right, all right. I mean, how hard can it be, right? Don't worry. You'll figure it out. Mày sẽ tìm ra thôi. On your way down. Hey, that's not even funny. Relax. I'll show you the basics before we jump. Yeah, you better. Are you being cocky now? What? No, whatever. Just show me the basics. I got this. Good. Nhảy. Emily, I'll handle the fuel. All right. Chúng ta sẽ lấy xăng. Sorry, that's just, it's coming with us. Just get it on the plane, okay? Súng. Ai luôn ném thì đéo học mà. Can you please find my logbook? Tắt băng log. Logbook ở đâu? Đây, đây, đây. Đây, đây, logbook đây. Thôi mày lấy logbook đi. Oh, I'll give this to Emily. Ủa, mày chơi game này, mày qua chơi game tí không? Đâu? Sau lưng tao ấy. Cái bàn ấy. Ui, ai luôn thế? Đâu để tao Leo. Ra chơi, ra chơi anh em, ra chơi. Để tao đưa nốt cái này cho nó. Ờ, xong ra chơi đi. Alright guys, the plane's filled up. Unplug the fuel line. Grenade Brother. Anh em lựu đạn à? Chó xe tăng đúng không? Ô, phải chơi hai người à? Ờ, phải chơi hai người. Ui. Ui, đi có mẹ ngầu vậy luôn. Ô, cái gì đây? À, à. À, đi có mẹ nhục. Tao đã hiểu từ từ rồi. À, spec mày, spec mày hiểu không? À, đi có mẹ bị nhục. Nice. Ây da, đi mẹ khó chơi quá. Nhục quá luôn. Đi mẹ 40 thắng 2 round rồi nhá. À, đi có mẹ. Ngu. Sao mẹ nhảy lên nhở? Khó chơi chứ. Shit. Ây da, khó chơi quá mẹ ơi. Game đéo gì không biết. Ơ, đi mẹ bấm nhầm. Giờ này mẹ khó phết đấy.
khó quá luôn ý. Khó quá kiểu mày đẩy ra bên tao cơ, mày thắng được. Nhưng mà sao đẩy được? Spec lên, phải bấm spec cơ nhưng mà đi mẹ trời khó vẽ lồn ý. Nice. Ơ kìa, sao đéo được nhỉ? Sao mà để nó bay hướng qua bên kia ấy? Địt có mẹ sang bên kia đi. Đây rồi, ui, ra rồi. À, chết mẹ mày chưa? Địt mẹ chết mẹ mày chưa? Ơ? Chết mẹ mày chưa? Điệt mẹ mày chưa? Mày bố mày vào vào luồng rồi. Bố mạnh vào luồng rồi. Điệt mẹ chết mẹ mày chưa? Còn mẹ mày cay thế nhỉ? Vào luồng rồi. Bố mạnh vào chết à? Điệt mẹ. Điệt mẹ sao? Ta thấy nó rơi xuống đất rồi mà. Điệt mẹ. Mày hack rồi, thằng này chơi bẩn đấy nhỉ? Chơi với bạn cũng dùng hack. Ơ đi, có mẹ mày, có một round nữa thôi. Sao bóng lại qua bên đó nhỉ? Bị tấn công chứ? Ơ đi mẹ, đít mẹ sao bên kia rồi? Ơ? Đi mẹ em tuổi rồi. Trò lồn, đéo tuổi chơi lồn, nữa. Hiểu không? Đứa con của game. I don't want to talk about it. I want to talk about it. Trò lồn, ngoài tập gym mày. Đi mẹ Yu-Gi-Oh. Ô bê phải làm cái gì nhỉ? À, bên phải đổ xăng đi. Đổ rồi, bên phải rút cái xăng ra. Rút ra. Ui. Tao bưng được 6 gái rồi bạn ơi. Đi thôi bạn ơi. Tao bưng được 6 gái rồi. Đi thôi. Mở cửa nữa kìa. Đây, phải mở cửa cho bay. Mày chó này đéo ra giúp bố mày một tay. Làm cái đéo gì đấy. Mẹ chỉ chơi thôi. Không làm đòi ăn à? Thằng đồ bùi này. DK ơi. Come on guys, get in. Bạn ơi. Để sao mày làm mê tao chơi cho. Xong rồi. Xong rồi á? Ừ, bay Leo, thôi. Đây này. Lên. Ui, mẹ thấy anh em phải nhảy dù đấy. Để biết nhảy dù trong game xong rồi ra ngoài đời là anh em mình biết nhảy dù luôn không nhở? Có chứ. Sau này mẹ đi nhảy dù nhở? Ờ. Ta bảo làm cái parody của trò này này, xong rồi anh em mình mẹ walk through từng cái luôn hiểu không? Vào trong tù này, xong rồi đi về nhà tao này. Just enough to keep me focused, you know. That's good. Yeah. À, thì ra đúng cái cảnh này luôn này. Bây giờ bắt đầu cái cảnh mà anh em nói chuyện ở trên máy bay luôn này. Hiểu không? Tất cả những cái gì mà anh em mình làm ấy. Bây giờ mới kể lại em hiểu không? Còn bây giờ là đúng em chơi thật luôn này, đéo phải kể lại nữa này. Okay. You should write her a letter. What? Viết thư tay à? Look, I don't mean to interfere, but I had a similar situation with Linda. I decided to write her a letter. And it worked. Omega. I laid it all out, and she gave me a second chance. You know, I'm just saying that writing a letter really helped. You know, I mean, of course, it's up to you. I mean, I'm just saying that it worked for me, but it doesn't have to. You know, anyways, look, I'm just saying. It was a good thing. That's all. You feel me? Yeah, well, I'm not really the writing type. Yeah. I mean, it was just an idea. It's just. Anyway, congrats on the baby. I'm really happy for you. Thank you. Tao đùa đấy, đi mẹ con có phải con mày lùn đâu. We're approaching the drop point. You guys ready to jump? Yeah. Ready vãi luôn em ơi. Mẹ cho anh đến địa điểm này dù luôn.
Okay, remember, spread your arms and legs to fall slower and maneuver yourself. And don't forget to pull the chute ra, tight. Không? Lúc mày nhảy xuống rồi dạng hàng ra. This one? Yeah, that one. Like this. I'm gonna regret this. Xong rồi kéo dây. Mày phải hứa hẹn đấy. Này, đi mẹ bộ. Xuống đi anh em. Xuống đi. Mày ở đây. Mày phải mày giữ. Giữ rồi. Ơ, tao giữ rồi mà. Alright. One, mẹ cái tao tưởng cọc của tao à. Ê, ê, thằng lồn này. Đi mày phải chơi ác thế. Đi mày phải chơi kiểu gì sao phải nhảy. Chuẩn bị rút dây đi, chuẩn bị rút dây đi, mình chết đấy. Rút dây lúc nào? Từ từ nhá, mày phải bay đến chỗ kia đã, bay đến chỗ màu vàng đã xong rút dây. Đây 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 đây, đang bay đây, đang bay đây. Ui, chóng mặt quá mày ơi. Bay chỗ màu vàng đúng tao này. Vincent, Vincent, when do I pull the cord? Fuck this. Oh shit. Ui, dây dù mẹ ơi. Không. Mẹ, mẹ đập lộn. Không. Cứu tao. Đâu? Cứu tao ơi, mày ở đây, cứu tao. Nằm dưới đây, nằm dưới đây, mày đang đến. Cứu tao. Thề, mày mà đi một mình thì chết con mẹ rồi đấy. I'm fucking dying here. Tao chết rồi mày ơi, cứu tao. No. Tao chết đi mày ơi. Lộn lắm hại. Mẹ mày muốn mày chết luôn à? Mày phải bấm bấm cái chuột kìa. Tao bấm mà. Chịt tròn. Mày phải rơi tiếp rồi. Không, nhưng mà nếu mà không có mày thì tao nghĩ tao vẫn làm được đấy. Nếu chỉ có mình tao thôi, hiểu không? Wait, I can do this. Thì mẹ mày, tao bảo đi 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 đất liền thì đéo đi. Đi mẹ mày cứ thích màu yếu. À, thì mẹ phải bám mày từ đâu? Phải bám mày từ đâu với tao ấy. Bám với tao đi, bám với tao đi cho nó cho nó. Mẹ muốn về gần mày chắc. Ui. Mẹ nhìn kiểu anh em đang thơm nhau ấy nhở, phải lồn. Thơm cái lồn à? Từ để tao xoay đỉnh xe đi lại đã. Vincent! When do I pull the cord? Fuck this! Ô đi mẹ. Rồi mẹ ơi, rồi. Rồi, 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 rồi. Help! My parachute! Help! Help! Cứu tao! Ô đi con mẹ nó ôm lao phải lồn nhở? Mẹ mày tao sợ. Địt con mẹ mày sợ vãi cả lồn ra cả ôm. Địt con mẹ mày ngại vãi lồn. Mẹ đéo là địt mẹ mày cố mày. Đéo tin là anh giết người đâu ấy. Địt con mẹ. Mẹ đồ ai là mê đê đi nhảy dù cùng nhau vãi lồn. Vãi cả lồn mày điên rồi. That's not funny, okay? Đéo buồn cười đâu, địt mẹ mày. Mẹ buồn cười vãi lồn ra. Are you gonna tell me or not? Okay, okay, I fell down when I was young, happy? I wanna know more. Fell down for what? Come on, man! Fell down for what? I fell down for a fucking tree and broke my arm! Stop asking questions! Hồi xưa tao bị trèo cây xong gãy tay. Bây giờ mới bị ám ảnh mày hiểu không? What do you mean, that's it? I was 8 years old! Did you cry? Okay, I'm mày khóc vãi lồn đúng không? I'm letting go, you keep asking those stupid questions. Be my guest. Just keep in mind that you'll break a lot more than an arm. I hate mẹ, you, man. Ok, thì thích vãi lột tao gì đúng không? Bố thằng nhát đi. Vãi cả lột. Bố mày đi này, này có nỗi sợ riêng nhá. Don't fucking drop me. Tao bay kiểu nhịp nhàng vãi lột. Just hold on to me, okay? Mày là phi công mà. Don't drop me. I won't. Bố thả tao nhá, thằng lột. Đáp dù quả đi mẹ thề. Đấy, ARK để lấy phiên bản thực tế này. Úp chân vào. Để ARK phiên bản thực tế này. No, you didn't. Let's get going. Oh, shit. Đi tiếp bạn này. Đi. You think Harvey still got the diamond? I do. What makes you so sure about that? Tao ở mặt bên trên, mày đi người. And it's not like it's easy to sell something like the Black Arlong. I still don't get how the hell you pull that off. Well, I'm actually good at what I do. À, lên chơi với bạn đây. Ok nhá. Ôi mày chui dưới háng tao à. Come on. Kéo bố mày lên. Anh mày kêu nhiều ấy. Ôi bây giờ mình phải bắt nhau ấy. Get into cover. God, Mr. Bindi, Mr. Cosa.
Ôi thằng bọn này bảo là đi qua Sambuku kìa. Ừ nghe rồi nghe. Bảo Buku cái lồn này. Mày xuống Buku nó đi. Móc nó không móc nó. Làm móc nó. À không mày móc đi tao bắn được. Mày móc đi. Móc đi tao bắn. Ôi có thằng thấy tao kìa. Mày móc đi, mày móc đi. Từ từ có thằng lồn kia đang đi kìa. Sao mày bắn nhau. Tao đi gần quá nó bị lộ mày hiểu không? Cho nó xoay mặt lại đã. Rồi. Cái thằng áo vàng ra ấy. Không, mày phải bắn thằng áo vàng. Mày bắn thằng áo vàng đi, hai thằng này tao bắn được hiểu không? Mày điên, hai thằng này tao móc cua nó hiểu không? Hai thằng này tao bắn được. Hai tao take down mà. Đấu. Ô đi mẹ, làm đồ lồn giết mẹ hai thằng rồi. Tao hai thằng này tao take down được. Ớ đừng có bắn. Tao lo được mà. Ô nó yếu lắm rồi, những cái ơi. Này. Nó yếu lắm rồi. They got some reinforcements coming in. Bên trên trái mày, bên trái mày. Vãi cả lồn thách tao là đéo mày bị gì rồi. Nè, bị sẵn bất thường là phải không vừa mày. Trên mô này. I think that's all of them. Oh, hết rồi. Hết rồi. Đi. Sẵn thường phải cover cho mày đi, mẹ. Mày đi là tao tự làm được là địt mẹ mày bọn đã bảo bóc nó rồi mà. Không thì anh em đứng như này bắn nó hết rồi đúng không? Đúng là địt mẹ mày nhân vật có não mà địt mẹ người chơi đéo não. Anh bắn ơi. Get over here and help me, will ya? Mẹ lên. Get over here and help me. Mẹ bùng cô bùng vãi lồn ra. Cái sao lắp mấy cửa thì khó mở ấy nhỉ? Ui. Mẹ hơi khó mẹ. Shit. Nắp xuống. Rồi. That way. Hãy đi chạy trước đi. Bên đi đâu? Sang bên trái kìa. Ui địt mẹ. Rồi bây giờ sang bên phải. Đi. Phải lăn lộn đấy. Vẫn trúng ạ. Bắn tao mày ơi. Vào bên trong đi, phải vào bên trong trước. Vào bên trong trước. Mày đi trước đi, địt mẹ tao đi trước, tao bắn thôi. Đây rồi. Nhát địt này. Let's go through there. Đây đi qua đây này, chui cống này. Oh shit. Vincent. Get over here. Mày bò đấy, mày bò đấy. Bò đi. Nhanh lên, địt mẹ. Nhanh. Từ từ, địt mẹ mày tao sợ quá. Thử cho bắt. Nhanh, địt con mẹ mày thằng lồn này mày dám đúng không? Ừ. Leo thang đi. Mày mở cửa nhá, tao leo cửa sang là tao bắn nó rồi. Ui ôi, bị mẹ đéo mở cửa được, đéo mở cửa được bạn ơi. Em phải lên đây, nhanh lên. Tao bắn trên nó, không mày về ở dưới. Không, tao bắn. Đéo mở cửa được. Tao bắn nó xong rồi. Đi còn. Thôi thôi được rồi, tao mở cửa được rồi. Bịp mẹ nó đâu. Nice. Nó đâu? Bịp mẹ mày đâu rồi? Tao súng tỉa mày ơi. Nó đâu rồi? Keep you covered. Go Vincent. Cover không me. Bị bắn này. Cover tao. Mày phải đi đâu để tao cover? Hiểu. Headshot bro. Double kill. Multi kill. Tao lo hết rồi, Ê cái thằng kia góc kia tao đều bắn được. Thằng đấy góc đấy tao đều bắn được. Góc đấy phút đấy nha. Hai vào đây. Đi. Lên đi, tao có vượt tiếp cho. Hết rồi. Chưa đâu, chỉ nó ra đấy. Còn bên này, bên đường này, còn bên đường này, mày phải lên trên nữa. Hiểu không? Đâu rồi? Nhìn máy tao này. Đấy, thế còn tiếp này. More of them? Mày bắn bạn tao à? Có thằng ở trong máy nhà nhá. Mày bắn bạn tao à? Ôi, ở đâu? Bắn đang bên trên đi đây. Bắn bên trên nào? À, đấy rồi. Đấy, đúng rồi. Mấy thằng này giống tao ấy nhỉ? Hai bên đây con. Rồi. Lìa. Hết chưa nhỉ? Hết rồi sao ấy? Đây, đến đây. Của đây là. À, con gì cây ơi? Từ từ nhá, tao về lấy sniper đó. Đéo được, đéo ổn. Nhanh,
đi phải muốn bị hiếp này. Bạn đang lên trên cao ấy. Hiểu. Rồi. Giải thích kìa. Ô vãi lộn, thằng này làm gì đây? Má tự nhiên. Ô bây giờ phải trèo xuống à? Ui đi cô mẹ, chết thẳng với mẹ cẳng luôn này. Thì mẹ bắn ai thằng chó. Bắn ai? Cửa này mẹ ơi. Đây, cho tao. Đây, mở cái này lên. Come on, Leo. Go. Looks like we're not using this bridge. Ui, nhảy quá. Treo xuống. À, xong tao lại cho mày đi lên đi. Không, bây giờ mình phải đi đường khác. Đi đường này đúng không? Mày nhìn cái lối này mà mày phải đoán được chứ. Rồi, đây. Đi theo tao. Đi trước đi. Cầm thanh đi trước đi. Đến chỉ huy cho. Ôi, con này tiếng đéo gì nhỉ? Đây này. Vincent! Ui, bạn ơi. Ui, đông thế. Đông quá. Đông quá. Ôi, bây giờ sao đây? Từ, để tao suy nghĩ cái. Thì như phải chui vào nhà này này, sao ấy, đúng không? Đi. Cái này có gì đấy? Không, ngoài nhà. Thích đao nó đi. Thích đao được không? Thích được, phải đứng sau lưng đấy. Thích đao bấm thế nào? Lại gần ấn chuột là được. Đấy. Bây mình phải làm hết à? Thích đao nó. Ui, nó nhảy nhà ba lăng luôn thế. Ê, mình phải thích đao hết hay sao mày? Tao lo trái mày lo phải nhá. Rồi, hiểu. Ủa đi mẹ, nhưng không, thằng này đứng yên mày ơi. Thằng bên tao đứng yên. Từ từ, một lúc sau nó sẽ đi à. Không, nó không đi. Đi mẹ thằng. Thầy nó chỉ đứng yên thôi ấy. Đi mẹ tao nhìn ngày nửa tiếng rồi. Thằng bên tao đứng yên, anh phải đi bên trái. Thế mình đi bên trái, gì? Đi sau thằng này nhá. À, đi này. Move. Ê! Đi còn mẹ thằng ngu này, xong đi thằng này. Lộ mẹ thôi. Ôi, lộ thì bắn thôi. Ôi, tấp của tao đâu rồi? Rồi, chết rồi, còn thằng cuối thôi. Rồi. Đi bạn ơi. Sao tấp của tao bắn đi nó bắt mẹ rồi. MVP mẹ luôn rồi. Ôi, nó con chưa? Đâu? Mà tao này. Đó. Đúng mồm. Rồi. Bù. Hồi này không thế, hồi này yếu quá luôn đấy. Mấy chục viên mà mồm mình chết. Biết thế tao lấy khẩu súng gần lại xong rồi. Ôi, thằng kia biết lộn nhá, đừng lộn. Mấy thằng này khỏe đấy. Bắn thật. Rồi. Tấn công. Ôi, nhanh. Em phải đi đường khác, đi đường khác. Đi đường này. Over here, Vincent. Đây, đẩy ô tô xuống. Rồi. Mày đẩy ô tô xuống rồi. Ừ. Vãi cả luôn. Đẩy quá rồi. Nhảy xuống, it actually worked. Brute force, always a winner. Đi nào. Đi. Căng thẳng quá luôn. Có đổi súng này mày. Đâu. Ú, đi mẹ tao phải đổi súng mới được. Khỏe, cùi bắp phải luôn thầy. Tao bắn ngắm nhau, để tao bắn ngắm nhau. Ok nhá. Đấy. Tao bắn sắt gắn nhỉ. Tao bắn ngắm nhau. Rồi, để tao đổi mẹ sắt gắn, bắn sướng. They have a lock here, and I have a gun. Tao lo gần mày lo xa, hiểu không? Rồi, hiểu. Đổi shotgun đã. Đổi đi. Ôi, tao về đi làm nào? Đi làm này à?
Không, chắc đi đường khác đấy. Bên này đéo phải ấy. Đúng qua điên đấy đấy. Không phải. Không phải á, thế đi lưng lên à? Lại lên ở đây nó cho đuổi súng luôn hiểu không? À. Đéo phải. Đéo lên được à? Ừ, không lên được. Thế ở dưới rồi. Mày sao màn hình của mày to hơn màn hình của tao sao ấy? Tao bẩm đắc kiểu. Đây ngang nhau mà. Em phải trèo lên đây. Đây. Tôi có. Phải bắn thì mẹ. Ê, vào đi. Có chuẩn bị đấy này. Nhanh đấy, ấy chung. Ấy chung à? Ừ. 1 2 3. Đấy, 1 2 3. Ôi. Get down. Piece of shit. Ui, sao đều có AK nhỉ? Tao thích bắn AK hơn mẹ. Sí, suka blear, suka blear. Ô đi chạy nhá, vào nhà là em bắn súng kia ấy. Ô bây giờ làm sao? Né à? Đéo bắn qua được cái chỗ đấy. Bắn đâu phải né, phải né. Cứu tao! Đấy như nào đây? Cứu tao, từ, tao phải hư á. Vào đi. Này, lăn sang bên này này. Đấy, thấy chưa? Rồi, theo rồi. Tao này. Dùng não đi bro. Ôi. Ui gì mẹ. Con tao yếu thế nhở? Mấy vật này. Tại vì mày né trượt chứ hao. Thì mẹ đây nhá, để tao đi trước cho. Ê, tao đi trước cho. Tao làm mẫu mà xem. Cái gì cũng phải chuyên nghiệp phải không? Ui gì mày nó bắn cho tao rồi. Này, làm mẫu này. Đi trước thì nó bắn nhiều lắm. Mày đi là tao nãy đi trước mà. Về lăn sang đi đâu nhở? Lăn xuống bên dưới bên phải mày luôn hiểu không? Nó không bắn từ góc đấy. Trái hai bên phải đấy. Góc đấy. Không thẳng không? Được chưa? Mày đéo phải ở đây. Bắn nó nhở? Không bắn được đâu. Lăn sang bên trái tao ấy hiểu không? Bên trái mày ấy. Đấy bên trái không? Đấy cái đường cầu thang ấy. Ok, tao lăn thử vậy. Rồi, tao lăn thử vậy. Ui, gì? Đéo được. Đấy chưa? Khó chưa? Địch mẹ mày. Không phải, các bạn là mày bảo tao lăn vào đây. Chạy ra đéo được hiểu không? Rồi, đi trước đi. Chưa có phải dễ đâu thì phải phải khó vãi cả lồn. Đau vãi lồn. Hồi máu lắm mày. Có bắn đi đâu cho tao, im bắn đi. Cho tao cũng heal, cho tao cũng phớt. Ơ nó còn bắn súng lúc tao này. Ngồi xuống, ngồi áp sát tường ơi. Rồi lăn sang bên kia đi. Lăn đi bạn. Như là nó kiểu 1, 2, 3, 5 ấy. 5 nhịp ấy xong nó ngừng. Đi luôn, đi luôn. Sao bị chán thế? Đi pè mày không phải, mày phải đi pè mày. Ấy phải cho, phải dụ nó. Là pay attention mà, không có đéo bắn mày hiểu không? Mày biết là mày vừa mới tính. Mày phải dụ mày. Nữa, mày cũng phải dụ nó nữa. Tao dụ kiểu gì? Mày phải đứng ấy, hoặc là mày kiểu lăn để nó bắn mày ấy. Hiểu không? Anh em mình phải phối hợp. Thế mày lăn qua kia trước để tao lăn sang bên phải, rồi mày lăn bên trái hiểu không? À, tao lắp bên trái này, đi. Đấy, rồi, tao đi luôn. Đấy, rồi. Rồi, mày đi chơi, nhìn này tao còn lăn. Đây, tao lại đuổi thay đạn á, đuổi thay đạn á. Được chưa? Được. Còn bại ở đây nào lùn này. Có này. Leo, you're ready, okay. À, tao bắn nó. Mày phải bắn cho cái súng. Baby. Lên. Xong, hang lùn này. Bé hang lùn này đâu rồi? Lùn banh xác rồi. Đây này. Mày em nhớ. Ui. Hey, I need a hand over here. Nhanh lên, bắt đây. Nặng quá. Cứ đéo gì thì phải nó bắn mày như con chó ấy. Mẹ phải gãy mẹ lưng cao mất. Leo, get down. I'm on it. Đây là tao. Làm hết, bên sau đi. Rồi. Làm hết hai thằng trên này rồi. Không, làm tiếp bên, còn mấy thằng xa kìa. Tao chỉ lo được gần thôi. Tao còn thấp gần mà. Đi. Ê, như mày lăn xuống dưới sao ấy. Nó sẽ lên dần mày còn
Ê, bắn tỉa ra thằng xa bên này này. Đâu? Đấy, không, không, mấy thằng gần, mấy thằng xa ấy, mấy thằng ở hướng ai được ấy. Rồi, trên đây rồi, trên thằng đấy rồi. Hết chưa, hết chưa? Ấy, còn thằng này để tao lo. Mày nằm đúc với chúng tôi này. Đây, cửa này này. Mẹ điều vãi luôn không? Gỗ như này mà bắn đéo thủng này. Này, 1, đây. 1, 2, 3. Ready. Ready. Rồi. Let's go. Ready. Let's vãi go, luôn baby. Để tao bắn xa cho mày cứ xử lý mấy em gần đi hiểu chưa? Ok bạn này. Vãi luôn, thằng này còn xin bắn lựu kìa. Phải lại gần hơn, lại gần hơn. Đây, đây, đây rồi, tao bắn lại. Leo, get down. Bắn tiền hết đi, tao áp sát hiểu không? Bao kìa. Cố lên bạn ơi. Bắn sát này. Tụi tao về. Để ổn rồi. Rồi, hai. Này. Mày. Đây chưa? Ôi ơi. Đây, tao lên rồi. Nó chạy mẹ rồi, tao đây rồi. Mày. Mày làm sao? Mày ui bịt mọi người khỏe thế. Ủa anh là lồ mày tự sát về. Mày con chó này, chạy đi con chó. Ui bắn thế mày đéo dụng rồi. Đi mẹ thằng này sao đéo chết được nhở? Ừ. Thằng này chắc cũng lẽ tự tử rồi, thề. Làm sao? Think about it. Slide it over. Làm sao? Đi mày mày hại tao thằng chó luôn. Thằng này có súng vàng này đẹp thế. Ờ quả súng này đẹp vãi luôn đi. Từ để cho tao khẩu súng của nó đi. Tao thích khẩu súng này. Được bạn đây. Cầm đi. Của mày đấy. Bây giờ làm sao? Con phone là sao? Bây giờ theo cách của tao là địp mẹ mày tiến đến gần nó. Còn mày là cứ đứng ở đây thôi. Mày muốn như nào? Vậy anh em muốn nên đến gần nó không nhở? Sau khi đến gần nó sẽ xử lý kiểu mẹ ấy đấy. Ờ xem nó định, sẽ xem nó định làm lồn gì. Thế lại gần nhá. Ờ lại gần nữa. Xem định làm lồn gì. Theo định dở cho lồn gì. Địp mẹ. Ơ còn súng của bố mày mà. Thì em bảo mày theo cách của tao. Cách của tao. Tao là cách của mày mà. Là cách của mày là mày phải áp sát hiểu không? Ờ. Tao kê cho, tao kê cho, tao kê cho. Mày đừng để nó giật súng ấy. Sao mày lỡ trò gì? Tao nghĩ mày bị giật súng xem, mày ngu lắm. Shut the fuck up. Im mẹ mồm mà. I'll put a bullet in your face. Wait, wait, wait. Leo. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. It's all yours. It's in the safe. Over there. You can take it. Điệp mẹ nó nghĩ em mình đếm viên kim cương kìa. Ừ, vô duyên. Giết mày chứ để giết lấy kim cương à? Mày khiến bố mày đi tù rồi. Ôi khéo nó lấy súng mày đây. Hình như mày chết hay là tao bị bắn chết đấy. Theo cốt truyện là thế. Ui, đấy tao nghĩ ngay có khẩu súng mà. Địp mẹ còn một khẩu súng nữa. Vãi lồn thật. Đấy, mày sẽ bị địp mẹ mù mắt bởi kim cương và nó sẽ bắn mày. Ui, đấy, mù lắm. Kêu, đứa cây, kêu, 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 đứa cây. Put the fucking gun down. Này, này, mày né đi, né. Này, 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 sang trái rồi, ngó sang trái rồi. Nó không được bắn mê. Không được bắn. I will shoot him. Địp mẹ chó này, khó chịu vãi lồn.
push kìa, push kìa. Đang kéo ra hướng này, để đang kéo ra hướng này. Kéo đi, kéo đi. Bịt mẹ mày. Bịt mẹ mày đùa với ai đấy, thằng chó. Thục uộn. Bịt mẹ phối hợp vãi lồn. Mẹ mày đùa ai đấy, mày đùa ai đấy thằng lồn. Mẹ mày. Mày đùa tao. Ôi, nó đéo thế, nó như thế mà đéo chết á. Mẹ mày thục máu mồm. Ui. Một viên nữa. Một máu mồm. Thục máu mồm. Thục máu mồm. Biển tận biển đập biển biển lửa biển đỏ. Wow. Nó sao nó bị nhuốm máu nhỉ? Bây giờ mình nhuốm mất. Cuốn vãi lồn. Sao đến sao mày? Ui đi bẹ. More men are coming. We gotta go. Come on. Đội nó sao? Đấy là cảnh sát. Đi chạy thôi. Lấy kim cương đã, lấy kim cương đã. Xe đạp, anh em xe máy chưa? Damn. Cô bé ngồi đến đâu? Đi go. Ok bạn ơi. Vậy sao mày đéo lên đây, muốn mày đéo luôn. Mày điên à? Đây xin coi là mình phải đi xe riêng rồi đó. Chỉ đuổi lộn được anh em mình. Đây là đuổi được đấy, tao đấy biết lái xe máy đâu. Ô, thế là xong mà. Không, chưa, đây rồi. Mày lên phải nhá, tao lên trái. Đấy là hướng nó. Tao bên trên, phải bên dưới. Tao bên dưới à? Ôi, đi bẹt xong hòa lái đấy. Ôi, sợ quá mê. Ôi. Mày bạn chết rồi à? Mày chạy đâu ấy, chết bẹt luôn, tao lại bao đường mày rồi. Ôi, mày còn hút tao nữa cơ. Mày đứng mà hút lên tao mà. Còn bắn tao mê. Rồi, tao thoát rồi, tao thoát rồi. Ôi, đi bẹt đá. Cú lên rồi, đi bẹt ơi. Cố lên bạn ơi. Phải chân ai đấy lo rồi. Đợi tao đi cây. Cái bè nó sát đi tao rồi, nó bắn tao vãi lộn kìa. Đi cây. Bắn tao lên. Đã đến được mày được. Anh em hỏa phục quần nhau mà. Đợi đi. Bắn tao, tao lại hút đạn cho mày à. Mẹ, có nhiều đá thế nhở. Cố lên bạn ơi. Đi vào đường ấy, cho nó đỡ bị giảm tốc độ. Lua ui, chỉ cao chưa? Và luôn bay qua nhau rồi. Ngầu em bị qua đời nhau kìa. Ui, qua đời nhau. Ta bay quả đẹp vãi luôn thề. Ui, đi bay vẫn con à? Có, đi mà rồi, lái xe dưới nước này. Bay được bắn không? Ta đang đội xe dưới gần dưới sông Tô Lịch. Tao mẹ cũng phải lùi lắm rồi. À, đi con mẹ. Chết tao rồi đi đây ơi. Sao tao bắn mày nhỉ? Đây này, tao đưa mày này. Rồi, mày cháy đi, tao phải. Looks like they stopped the shooting. They must be up to something. Keep going. Đi mày ơi. Lừa. Ôi, đúng rồi kìa. Ôi, tao nói, tao đéo đánh mày mà đánh tao. Đéo biết, tao bắn tao này. Tao lụa ai hiểu không? Tao đánh bom tao chứ. Đấy, nó bắn tao này, chẳng qua tao lụa ai. Ôi, em lụa thôi, phải lụa thôi. Để bom phải lộn lắm. Cố lên bạn ơi. Ui, bịt mẹ tao máu, có đỏ. Shit. Ôi, cố lên, đéo được rồi. Bịt mẹ tao thoát rồi. Tao chưa thoát được rồi. Ui, tao máu mày tím rồi. Ui, mẹ đi được, mày sắp chết đấy. Tao như thế. Mẹ tao thoát rồi, tao thoát rồi. Get to that kick to Bashir! Get to that kick to Leo! Ôi, đi bẹt tao lên đợi mày nữa, tao thoát mẹ rồi lên. Tao nghe tôi, cứu tao! Mẹ, quay lại cứu mày! Mẹ nha! Mẹ đây! Nhanh! Get on the car! Lên! Đi bắn ơi! Lên em ơi! Đi, tôi mình bắn nhau này! Rồi! Ôi, xe nó bay kìa! Ôi! Bẹt tao bèo cho bố mày bắn nhở, lái xe khó bắn lồn ra! Tao bảo mày cứ chọn chân vật đấy.
Tao cho mày chọn nhân vật rồi đấy. Nguy rồi. Nếu mày ngu mà nhìn mặt mày khỏe mạnh hiểu không? Tao ra ngoài đời tao đập, tao đánh một mặt mày rồi đấy. Đồng thế. Đây rồi, đây rồi, mày bay đây rồi, mày bay đây rồi. Anh em chuẩn bị thoát rồi. Đi đây. Đây. Để lên đi. Kéo tôi nữa, con tôi. Đây rồi. Bắt đi, bắt tay tao này. Rồi. Let's go. Chết mãi luôn. Rồi thế là xong à? Shit. That was close. Ôi, you okay? Đã quần. Yeah, I'm fine. Hey, Emily. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Mẹ biết rồi. Tặng mấy viên kim cương luôn. You're not gonna hear me say this. Cầu hôn luôn, cầu hôn luôn. Thanks. Nãy mình phải lấy nhiều viên kim cương hơn mẹ ạ. Ờ nhờ. Nãy em phải lấy cái tiền của nó, là người yêu tiền luôn. Đấy, em I think I'm gonna write that letter to Carol. That's a great idea. Mà. Hey, hey Emily, you have a pen and paper? Wait, now? Why not? It's a long way home. You got anything better to do? Not really. All right then. Cái thư tình nghe. Tá là vừa đây. Thì hiện mày không bị bê đê hiểu không? Vấn đề của mày là gì mẹ kiểu vợ mày tưởng mày bê đê ấy hiểu không? Cạc. Đều giết đi đi ơi. À đang giải toán 1+1=2, 2+2=4, 4+1=5, chuẩn chưa? Cái con này bay mà không cần ngủ à? Landing in 10 minutes. Okay. Vô lý nhỉ? What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Yeah, I'm fine. Leo. Có này người cứu mày à? Yeah. We lay it. Yeah. Ủa, bây giờ mình phải đi đâu? Không biết nữa. Bây giờ mình phải chạy công an tiếp ấy. Ờ. Thì mẹ tao nghĩ con này gián điệp vẫn lồn đi. Kiểu nó sẽ báo công an. Để ba chở mình đến Mexico được. Biết đâu báo công an được nhiều tiền hơn sao? Tao cũng nghĩ thế. Xong. Còn mẹ. Ui, bây giờ em mình vào tù tiếp, xong em mình lại vượt tù tiếp mẹ. Đây là cốt truyện. Biết ngay mà con lợn dài. Ăn lột rồi. Dạy gái rồi. Đi vẽ xem phải mặt con kia gái, xem phải con kia lừa mình không? Đi xem phải mặt con kia gái, xem phải lừa mình không? À, bố biết ngay mà. Tết ngày để gái lừa thì mẹ thằng lột ngu này. Mẹ nó. Thế mà nó còn đòi mẹ gấp 3 lần mình đã đồng ý rồi, đưa tiền cho nó rồi. Xong bây giờ nó còn được thêm cả tiền thì mẹ báo cảnh sát nữa. Cú thế nhở? Bây giờ em phải chạy. Mà à, cảnh sát trưởng à? Đúng là phụ nữ thật là nguy hiểm. Đéo giờ được tìm phụ nữ các bạn ạ. Không bao giờ tìm phụ nữ nữa. Nó nguy hiểm vãi lồn. Ui, cái bé cảnh sát có viên kim cương, ui đút túi luôn kìa. Here you go. Good job, Vincent. Oh, what the fuck? Ờ, bố mày là cảnh sát à? Oh, I'm sorry, cảnh sát Leo. Ui, ui mày dơ thế. Rồi, bây giờ tao nhớ lại rồi. Bảo sao mặt mày quen. Các bạn thấy chưa? Đấy, đây cũng là cái kế hoạch mày, mà mình mày chắc là cái thằng con của ông này à? Y hệt như này luôn.
con của ông bị ông mua tiền Kim Cương. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của tao. Ôi thế sao mày lại phải giết ông thằng kia nhỉ? Bố biết hết đấy. À bố mới là cảnh sát. Ừ cảnh sát mà. So there. Count it. Trách có trách để trách số phận thôi, đừng có trách tao. Mẹ tao là một cảnh sát mà bro. Mày dơ quá. Tao phải giả vờ để tao có bắt địch mẹ tội phạm chứ. Yeah, of course it is. You can always trust me. Tao cũng ước là địch mẹ thề. Số phận của tao là kiểu làm trộm ấy, làm tội phạm giống mày ấy. Nhưng mà không, tao là cảnh sát. Tao là một người chính trực, người liêm khiết, hiểu không? Cuộc đời đưa để tao làm cảnh sát rồi. Nó không mày lợi dụng tao, địch mẹ mày. Nhưng mà mày là tội phạm. Thế sao mẹ có viên kim cương này? Đi mẹ mày đi cướp đúng không? Thằng kia cướp chứ tao cướp luôn đâu. Tao chỉ là thằng mẹ shipper hiểu không? Thôi ôi, bố mày đéo tên. Shipper đéo có chuyện đấy. Tao là shipper thôi. Shipper đéo ai đi mẹ thôi. Đi giao hàng đi tại viên kim cương. Đi tại tao đéo biết, tao chỉ tin cái gì mắt tao thấy thôi. Đi mẹ mày giết người đúng không? Xong là tù luôn. Ngất luôn à? No! Gary! Gary! Officer down! Somebody get a damn ambulance! Ôi cảnh sát mày. Gary! Bị bắn vào đầu rồi còn xin mẹ gọi cấp cứu không béo gì? I'm sorry, please! Somebody call an ambulance now! Hello. Hey, listen, Leo. You're in big trouble, you understand? À, thì ra mọi chuyện nó là như thế. Where's Harvey? Where's the Black Orlov? À, hóa ra là tao đéo chịu. Mà thực ra tao có biết thằng đấy ở đâu đâu. You think you're funny, don't you? Sao mày đéo nói? What, you think you just go and sell it on a street corner? What are you stupid? Tao đéo nhớ cuộc. You that stupid? Quá khứ tao như nào? Tao muốn tự tay trả thù mày hiểu không? Hóa ra mày muốn trả thù. You got it. Em mình thực ra chung mục đích thôi. Đi mẹ thả nào, đi mẹ anh em thoát được nhiều quả vãi lồn. Ờ, nó cố tình bắn trượt đấy. Ờ. He's not gonna say a word. Yeah. Đi mày không có tao chết mẹ rồi. Ít ta là có tao mày còn trả được thù ấy nhá. Giết được thằng Harvey kia, còn bây giờ mày lại vào tù lại đây. Còn cả mày cũng muốn giết nó đi. If you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Kết thúc mẹ rồi. Tao chơi một mình à? Nobody move. Tao đang giả vờ mày hiểu không? Tao đang giả vờ đấy. Đừng giết tao, đừng giết tao. Mày giả vờ dọa tao thôi, xong em chạy. DK ơi, kìa xe cảnh sát kìa. DK đừng giết tao, tao đùa đấy. DK ơi, với bố mày đùa. Không, với tao đùa thật. Thề đừng giết tao, đừng giết tao. Được anh em nhá, vào xe cảnh sát nhá. Xong em cùng chạy thoát luôn nhá. Mày im mồm, tao bắt mày đấy. Đi tao đi. Tao bắt mày lợi dụng tao. Ê, bố lái cho, để bố lái cho. Thì mẹ anh em cùng thoát đi mẹ. Xong rồi sống cùng nhau mẹ. Happy get forever. Hạnh phúc mãi về sau luôn. Đấy, mày nghĩ cái trường hợp này tao phải đéo chút kinh của mày á. Mày làm đéo chuyện đấy, có tao cố tình thôi. Đi cứ giả vờ thôi. I fucking trusted you, Vincent. Tao tin mày mà thằng lột. You need to calm down. Calm down. Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down! Shut up! Just shut the fuck up! Im mồm lại! Thế, để tao lái xe nào. Leo, please!
Tao tao cho mày lại đấy. I understand you're angry, but you got to realize that it's over. Mày đừng có làm tao bất tập trung tao bắt mày đấy. You have nothing to say to me. Mày có nói nothing gì với tao à? Tao mà muốn tao dừng xe luôn hiểu không? I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. Mày là con chuột. Mày đéo bằng con súc vật. Mẹ mày. Tưởng anh em thế nào? Muốn thế là anh em cùng chết à? Chưa, còn lâu. Bây giờ là chơi súc súc Nautica hiểu không? Ôi chưa mở ra là anh em bị bạn đấy. Đi thở thì cũng phải trào ra và bơi ra thôi. Ui bơi lên trước bố mới dìm đầu mày. Bơi lên trước muốn dìm đầu mày nhá. Đéo cho mày lên luôn. Đó đây này các đồng chí ơi. Đồng chí ơi thằng trò đây đây này. Đồng chí ơi. Damn it, come on. Ui đi. I can't let you get away. Thằng trò đây này đồng chí ơi. Các đồng chí. Bye bye. Đi bên mình tao phải lái cái này à? Hơi khó nhờ. Đi bên lái trên đấy nó có dễ hơn cái chuyện trèo kia nhiều. Đúng rồi ôi, đi mẹ mày đưa xuống tay tao thì có mẹ mày. Bắt tao mày ơi. Bỏ đây đi mẹ mày. Đó, đâu, tăng bắn mày đâu, tao là vừa bắn trượt nhá. Tao là vừa bắn trượt nhá, đi vậy. Dạ. Cho mày thoát đi. Bắn tao nổ mẹ thuyền rồi, được. Tao là vừa bắn trượt phải lồn ý, thề. Đấy là lồn mày bắn trượt đổi mẹ thuyền tao rồi còn trượt nữa. Xúc quần này. Mày điên rồi. Đéo, đéo bắn trúng đâu. It's fucking insane. Mày là gì, mày phải đồ khốn nạn. Tao là vừa bắn trượt mà. Em cặp mà bắn trúng mày đổ thuyền tao kìa. Em này dơ. Mày điên là mày đâm vào đây mày tự nổ ấy chứ. Bố mày có bắn viên nào đâu. Là lồn thấy đi mày. Móng nó thuyền tụt nhiều. Nhiều đến ngày ấy. Thề bắn không trúng phát nào luôn. Tìm ra đây. Down on the right. See you running. Tìm được anh. Set us down over there. Okay. Bố mày thấy mày rồi nhá, chó. Địt mày chạy đâu? Tao chạy được đấy, ra là mày chạy đi mày. Đâu? Mày chạy đi đâu? Địt mày hết đường rồi con. Chạy vào em này. Tao đố mày tìm được tao. Alright. Đi qua anh em này. Đấy, địt mày đã bảo đây mới là vợ thật của tao mà. Mày bị lừa rồi. Đây mới là người yêu tao này, địt. Còn em kia chỉ là cái mát thôi. Alright. Chết mẹ, tao bắt con này. Mày đi mẹ, để bố mày đi một mình là mày sai rồi, tao chơi bố mày. Chơi lùn nhé. Ôi, đừng em ơi, phải đi cùng anh. Sai lùn mày. Thì mẹ thằng này đéo sao đánh con gái nhá. Mẹ mày. Shut up, just go. Mày là đàn ông ơi. Cút khỏi chỗ này. I don't want to hurt you, Emily, just get out. Cút khỏi chỗ này. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! Cút! Uầy, mà đàn ông phết nhờ, kiểu cho con này đi ra ấy. Go! Thì bố mày đàn ông mà, mày cút đi, thì mày để tao xử lý với thằng lồn nhỉ. Leo! Nó ăn lồn à? Bố mày please stop this! How's it feel to stab someone in the back? Thì I know you're disappointed. Mày phải đánh sau lưng nhé, hả? Harvey killed my brother! Nhưng mà thằng Harvey giết em tao. I can't fucking believe this! Tao đéo tin được. I'll talk to the captain. We'll reduce your tao, sentence. Tao sẽ nói với thằng đội trưởng yên tâm. Tội tao đã tin lời mày. Alex, shut the fuck up. Don't you mention his name. Đừng you don't get to mention his name. You hear that, you piece of shit. You're a dead man. Thằng chết chó. Chó chết chứ nhầm. Đi mày mày sẽ mai chết nhá thằng đầu bùi. Có bắn nhau à? Bây giờ bắn nhau à? Uầy, bây giờ bắn nhau à? Ui ui vãi luôn. Căng đấy nhờ. Mày đâu ấy? Tao lại biết đó. Không, tao không ở đây đâu. Ui, gotta find him. Can't let him get away.
Ủa bây giờ anh em cắn nhau à? Đi mẹ. Thôi anh em, thôi anh em đừng cắn nhau, sống hạnh phúc mãi mãi về sau đấy. I wonder where that pig is hiding. There you are, you little shit. Rồi phải bắn nhau mẹ. Đau chưa? Đau thế mình xong tao bắn tao bị đau hơn nhỉ? Tao mất cover rồi, đéo được rồi. Đau quá, đéo được, đéo ổn. Cái này đéo ổn, cái này đéo ổn. Mẹ mày đâu ấy? Đấy. Ui, đéo ổn rồi. Mẹ chúng tao bay hết cover rồi. Ui, căng thẳng nhá. God damn it! Leo, đâu? Come on! We don't have to do this! Có tao thích được không? How do you feel now, huh? Ôi, đi bẻ hết đây là chắn rồi. Tao súng giật thích à? Ôi, đi bẻ tao súng tao. I got plenty more bullets! Hết đạn rồi, tao hết đạn rồi. Ô đi mẹ em chạy à? Con đồ bùi này. Đi mẹ mày hết đạn rồi. Mày hết hèn đấy. Mày ném súng tao đây, xong rồi tao đổi súng cho mày, hiểu không? Anh em bắn tiếp. Anh em tương tàn với mình. Ô đi mẹ, bây giờ bắn nhau tiếp à? Ừ, bắn nhau tiếp. Tao hết đạn rồi mà. God damn it! Leo, come on! We don't have to do this. Drop it. Anh em trải qua nhau bao nhiêu thứ rồi. Con mẹ mày, tao cảnh sát gì kìa. Throw it away. Vứt vào đây. Vứt khẩu súng đi. Mày phải làm sao phát tử đi mà. It's over. Kết thúc rồi. Mọi thứ đã kết thúc. Get up. Đứng mẹ mày dậy. Get up. Đứng dậy. Mẹ mày. Chơi tao à? Mày chơi tao à? Ủa, mẹ nhau mày bị ngã đau hơn kiểu leo. Ủa. Mày đéo thịt mẹ mày cho thịt mẹ lại bắn nhau à? Thôi mày đâu rồi? Tao thua mẹ rồi. Đã được rồi. Ô đi mẹ cái lô gì ấy. Ui. Đéo ổn rồi. Đau quá. Ây à. Ui đi có mẹ thương quá luôn. Đi mẹ đéo muốn giết nó đâu. Đi co mẹ. Đừng trốn nữa. Mày con chó đấy. Cút đi. Đi bắt bê anh em đấm nhau à? Đấm nhau tay đôi à? Ờ chắc thế. À bây giờ bò đến khu súng xem ai bò nhanh hơn. Bò nhanh hơn à? Đi mẹ tao bò trước bố mới thề mày bị ăn nhiều đạn hơn. Ờ tao đau hơn mà. Tao lột bằng giáp 3 đưa ra giáp 1 thì mày phải xung vật. Mày nhớ cái cảnh lúc đưa giáp không? Ui mày phải đưa tao hiểu giáp 1. Giáp 3 đánh nhau như hai người đàn ông này. Hay là ôm nhau xong rồi khóc nhở? Gì ấy? Biết hình như bắt tay sao ấy đấy à, tao đéo ấn nút gì được. Ây sao mày đấm tao tức bật. Sao mẹ đấm tao à? mày đấm mai hả? Mày thả ra mày đấm mai. Ui tao đưa mày đi xem con mày mà. Ơ nhưng mà sắp hết game rồi à? Kiểu này sắp hết game rồi. Sao máu tao bây giờ lại gần bằng máu mày rồi? Thì mẹ điêu ấy nhở? Thế mới là game. Kiểu nó trừ máu tao đúng không?
Đi mẹ mày đéo khéo, đánh khéo. Mày đâu thì cây à, bố mày đéo muốn đánh mày đâu. Khéo con vợ mày thì... À con vợ tao đi mẹ mày... Đi mẹ lại còn đấm theo lượt nữa, tao lại để mày đấm tao đúng không? Né tao, thì tao biết mà, tao né được. Đi mẹ thằng đầu bùi. Mày à, tao tát mày nè. Tao đá mày nè. Đi mẹ sao mày đá tao, tao đéo được đá, đá mày. Từ, tí nữa mày đá tiếp mày thêm. Vậy anh em mình đá nhau đến khi nào gần chết thôi, hiểu không? Đi mẹ mày, đá bố vậy. Đá... Đá bố mẹ con chó. Đau vãi luôn. Má mày gì? Ôi, sắp đến phần cảm động rồi đấy. Em đi phải khóc rồi. Đéo được rồi. Thì sao anh em mình đéo phải là một đôi bạn thân xong rồi đi chơi nhau ngoài đời được nhỉ? Mà phải đi thanh toán lẫn nhau như này. Vì phải xuất phát điểm của chúng ta khác nhau, hiểu không? Mày sẽ thua đâu đó, mày sẽ thua thôi. Đi mẹ bo. À, tao đi mẹ bắt díu á. Đi mẹ bây giờ thi bò. Ôi, đi mẹ sao bố mới xa thế? Nhưng mà mày khỏe hơn. À, tao bò lâu vẽ lồn đấy. Thế tao đi mẹ ở e hết cỡ rồi đấy. Tao bấm e nhiều hơn mày kìa. Mà tao ít máu hơn, hiểu không? Bố lên nào. Mỏi tay quá nhịp ơi. Đéo được rồi. Mỏi tay bài lộn, bố bên trước. Yes. Đừng bắt ơi. Đừng ngắm. Đừng bắn bắt ơi, đừng. Đi mẹ đéo bắn nữa, đi mẹ thương quá lộn. Tao đéo làm được gì cây ạ? Đi. Đúng rồi, mày đéo làm được mà. Tao đéo làm được. Mày chơi tao xong bây giờ mày lại bắn tao chết à? Không tao, được. Tao đéo làm được. Đi mẹ. Nhưng mà mày không phải bắn thôi. Mà tao không muốn bắn. Thôi, đừng bắn, đưa súng cho tao, hiểu không? Đưa súng cho tao, đưa súng cho tao. Thì mày ném qua đây, đừng lập dại nhím ạ. Đéo muốn bắn đâu. Mẹ trải qua bao nhiêu mẹ cay đắng rồi, bây giờ mày bắn tao chết à? Được. Thế không phải là người. Không, nhưng mà tao là cảnh sát mày, hiểu không? Mà mày là tội phạm cho nên là mày phải được. Chết. My friend. No. Uầy, quả đấy mày mà bỏ trước tao là mày bắn chết tao luôn à? Không biết. Ê, bây giờ anh em thử bỏ lại đi, xong rồi mày để tao thử cầm súng xem như nào ấy. Mà tao nghĩ là mày kiểu gì cũng bò nhanh hơn à. Đâu, tao bấm đi mẹ mày vãi lồn đấy. Thề. Vãi lồn, tao bấm mày hơn một khoảng mà sao tự nhiên cuối cùng vẫn bỏ thua. Đéo hiểu. Nếu mà game này nó bắt như thế ấy. Thôi, để vợ mày tao nuôi cho. Vợ con mày tao nuôi cho. Yên nghỉ dưới suối vàng nha bạn ơi. Ủa, anh em nào mà chưa follow cho mình xin một follow nhá, cảm ơn anh em. Ủa, thế là cuối cùng mình cũng đã kết thúc được một cái series. Một cái series trò chơi mà tập tay nhau lần cuối trò chơi mà kiểu không phải là game online ấy. À không phải là, nói chung là không phải là một cái game kiểu mà chơi bình thường ấy. Tập tay nhau lần cuối. Game sẽ có cốt truyện hay vai đài cuốn kéo chịu được. Với hồ tao thằng con nhá. Rồi, biết rồi. Vợ con mày tao nuôi cho, nhất là vợ mày, tao cho mẹ vợ mày một sự chăm sóc đặc biệt luôn, 24/24 ở cạnh tao luôn. Có hai kết á, quên tí thử xem cái kết kia như nào. Kết kia mày giết tao hay sao ấy? Thì xem kết kia như nào, xem tao trốn được không? Thì chắc là nó cũng chỉ bắt tay như này xong rồi mày bỏ đi như này thôi. Mà xem sau này ý lần như này, sau cái này như này nào ấy, hiểu không? Vì con mẹ buồn mãi luôn, thề một cái click thôi mà lòng đau như cắt đấy. Vợ mày đây đúng không? Được rồi, để tao. Ui, Alex, có hai kết, Alex có một cái kết mày chết nữa, để xem kết mày chết như nào. Alex, come to papa. Lột vựa chó gay này. Mày cướp con tao à? Hey. Ui mẹ, bây giờ nhìn lại vợ mày đấy, xinh phết nhở. Hi. Can I come in? Sure.
nhum 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 lem 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 lem. Hey Alex. Uầy, chào con nhá. Chào con vợ mới nhá. Linda, we need to talk. We need to talk. Chúng ta cần nói chuyện. Em bây giờ là vợ mới của anh. Why don't you go out and play some ball? Okay. You want to play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Uầy, sao lại kể lại chuyện à? Đấy, đây mày sẽ xạo lồn là đi mày mày bị tao bị bắn chết đúng không? Đéo phải mày bắn nhỉ? Đúng mà. Thì bây giờ mày nói thế vợ mày, vợ con mày tao chăm sóc được chứ? Mày không muốn vợ con mày có một cuộc sống tốt hơn à? Ừ, cũng đúng. Vì mày bị bóng mà. Không, nhưng mà chắc là kể thật đấy. Uầy, chắc là kể thật đấy. Ờ, thì mày kiểu này ấy rồi. Kiểu này kể thật rồi. Thì mày phải kể liêu chứ. Ừ, thằng này đéo tế nhị gì cả. Ừ, nhắc phải bảo cảnh sát giết thì sao? Ôi, kém. Ừ, vãi lồn thề. Bảo sao mẹ? Cút! Sao tán gái đéo được? Phải tán con trai. Xong rồi bê đê. Suýt được thêm em này nữa. Đúng đấy nhở. Thằng Thành thật quá, nó cũng đéo tốt. Đúng rồi. Mày ở cuộc sống, cuộc sống này là thế mà. Đừng nói mất tiền mua đâu. Kiểu mình ở ngoài đời cũng thế. Mỗi ngày bị anh em bắt nạt. Trong chuyện mình quá thành thật. Mom. Buồn. Mom. Đấy, tao nhờ mày chăm sóc gia đình. Đéo làm được. Yên tâm, tao sẽ quay lại mày, yên tâm đi. Tao sẽ quay lại chăm sóc vợ mày. Chưa lại kết ở đâu? Để xem cái kết của mày chết xem nào. Không, hình như tao vừa nãy tao bấm nhanh hơn mày thật. Không, nhưng mà lúc đầu tao bấm nhanh hơn mày một đoạn mà. Xong rồi tao gồng cơ bắp lên, tao bấm vãi luôn mà. Mày ấn hai ngón tay đúng không? Bấm một. Vãi luôn. Thế sao nhanh được hơn tao nhỉ? Tao đập nhấp tao, tao bỏ cả chuột mà. Tao bỏ cái chuột ra, tao bấm bằng tay phải mà. Thế á? Thế mày bấm hai tay còn gì? Nhưng mà tay trái tao có bấm đâu. Bây giờ đi về nhà vợ à? Ừ. Không, em mày không ngon, không ngon bằng em kia. Bà lột mày dơ quá. Hey girl. Đấy, mày thề. Nhìn đã không muốn ấy rồi. Đã không muốn gặp rồi. Here. Tỏ đây là con của ông hàng xóm đúng không? What's this? Ờ, như con đứa khác hay tao, chả phải con tao. It's my resignation. Uầy, from the hero. Ừ, bà tao xinh thế. Mặt mày so như lùn, tưởng sao con mày xinh. I'm out. Yêu rồi. Xinh thực sự. Please, just give me one more chance. Anh đang nghỉ việc luôn à? Uầy, con ta là Julie. Con của ông hàng xóm. Yeah. Mày đi làm suốt làm sao mà có con được? Eyes too. À, con tao mà. Xong rồi bọn tao tưởng là đéo có thai mày hiểu không? Xong rồi tao ly dị. I'm sorry. Xong rồi lúc ly dị xong thì mới biết có con. I know you are. Uầy, bây giờ khi nào mà sinh thêm đứa thứ hai ấy, đặt tên là Rulu. You wanna come in? I'd love to. Romelo. Romero. Đấy, con này tên là Juliet rồi. Romero. Chết buồn thế. Phải đéo thêm đi thăm tao luôn. Đấy, bình tĩnh, bình tĩnh. Mẹ bạn bè cũng phải bình tĩnh, gia đình vợ con trước đã. Uầy, nếu như mà mày chết là tao lại cùng vợ mày đi thăm à? Ờ, có thể. Đúng rồi. Thăm kiểu con kia nó khóc khóc ấy. Uầy,
Del Caruso, Leo DiCaprio. Được. Đéo, mày đéo đi thăm thằng lồn ạ. À. Mày sức quật. Đó, mày điên là vợ con mày đang thăm từ từ đã. Rip DK. Nói cả lồn. Nghe lồn đấy. Không phải bắt luôn nhỉ mà. Ồ. Tao đéo thì truy nên tao đéo công nổi mắt đâu ấy. Buồn thế nhở. Đấy mày có thăm tao buồn đâu. Mày là con súc vật. Ủa. Ôi bây giờ chơi lại kết đi. Xem thì mày tao bắn mày sao. Ê, bố mới thả hai tay rồi. Mà này nhìn mô hít ca ấy. Đấy, rõ ràng tao bò gần vẽ lùn ra cuối cùng. Thua. Ôi, vẫn lên này. Trốn đi con trai. Tao ít máu hơn này. Đấy, cho nên là tao luôn luôn bò thua. Ôi, đi kê, xin lỗi, tao bấm rồi. Nhanh lên, bấm nhanh lên. Đây nhá, tao thả hai tay rồi này. Mày thả tay chưa? Rồi, bấm đi nhanh lên đây mà. Ui, bấm rồi, tăng lên mẹ cả đống luôn đấy. Này. No. Cho tao đi. Ui, đi mẹ nhìn cảnh này mà mày ra bắn á. Mày lồn thật. Cho tao đọc lý do tao không nên bắn mày. Bắn mẹ mày đi. Đồ buồn. Mày kêu mẹ tao à? Đi mẹ. Oh no, Vincent! Làm lý do mày ngu, mày ăn cứt. Nói cả lồn, mày chết rồi mày nói cái lồn. Vợ mày là vợ tao. Bây giờ nói vợ rồi con trai à? Mày đá bóng ngu. Mày bê đê. Thế cái lồn mày toàn nói một cái đéo đúng cái lồn à? Mày nói bản thân mày à? Thì tao nghĩ là nó cũng song song thì thôi. Bây giờ tao sẽ đưa thư cho vợ mày, xong rồi tao sẽ đến thăm mộ mày, có gì đâu, hiểu không? Uầy, đưa tay cho anh bắt tay này. À, đưa hộ thư cho vợ tao. Sao áo mày bẩn đấy? Mẹ đến tháng, à đến ngày. To Carol. Đéo cần quan tâm, tại sát nhân. Này, đéo lấy đây, làm sao? Lấy đi, địt mẹ vãi lồn. Mẹ thề, đi chúc của tao đây. Ok bạn ơi. Thả ra đi, bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Cầm tay tao lồn à. Chị bé kiểu mày đéo lấy tao nhỉ? Rồi, cầm tay người ta hoài. Ui, thế bây giờ tao phải sống mẹ cuộc sống mẹ chui rủi à? Ấn náu à? Tao vẫn tin Thina mà. Ờ nhở, mày cũng bị truy nã. Mày cũng đéo lúc sống cùng mẹ vợ con mày cơ. Thề, mày bị truy nã mà. Tao sẽ đưa vợ con đi nhìn mẹ Hàn Quốc. À đéo, Hàn Quốc Corona, đéo đi đâu. Đi châu Âu. Bây giờ đi gặp vợ tao này, xong rồi đưa thư trước này. Ừ, đúng rồi. Xong rồi tao sẽ đưa gia đình tao đi. Đúng kịch bản. Thì mày biết thế đưa cái viên kim cương cho mày cầm nhở? Thì mày cho mày có một cuộc sống viên mãn về sau. Ui, nhìn giống Maxi nhỉ? Ui, hình như mới để râu đúng không? Ờ, mới để râu với cả nhìn cắt tóc trai vẽ lồn. Nhìn giống Maxi vẽ lồn mày. Đi mẹ thằng đồ bùi này, đưa thư cho ông cuối cùng giữ à? Đừng có ngại. Giữ ông cục quý à? Thì mẹ đéo đưa à? Đặt đến đấy, xong rồi bấm chuông không chạy. Đi mẹ, thế thôi.
người xử lý thông minh là người như thế, hiểu không? Quả môi cá chê vãi lồn. Bây giờ tao mà nói cho vợ mày ấy là tao gây tổn thương vợ mày, hiểu không? Đấy, tự đọc đi, tự đọc là tốt nhất, hiểu không? Thì mẹ để đấy, gió bay mất thì sao, hay có trộm thì sao? Mà tao kèm bao nhiêu thẻ ngân hàng trong đấy, nó bắt buốt các thứ nữa. Đấy, nếu ai nói thẳng như mày, mẹ thấy mày xử lý ngu không? Mày phải dùng não, hiểu không? Mày có biết thư đéo đâu. Nhưng mà ý, bây giờ nhá, tao mà đưa thẳng cho vợ mày thì vợ mày sẽ hỏi là mày ở đâu? Mày đấy, bảo đéo biết, đéo biết. Đấy, sao thế lúc luôn mày nói vợ tao, mày đéo bảo thì không biết đi. Nhưng mà tao cảnh sát tao không nói dối được, còn mày kẻ trộm mày nói dối được. Trái tim tao lương tâm tao không có cho phép mày, hiểu không? Xem kết của mày buồn hơn đấy. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. Chúng ta không dành được thời gian cho nhau. From now on, kể từ bây giờ, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. Mình không muốn lỡ một cơ hội thứ hai. I'll be the husband you once loved. Ui. And the father I know I can be. Nếu em cho anh cơ hội đấy, anh sẽ là người chồng tốt. Vincent. Ui buồn. Của em forever. Để mẹ khóc. Ừ, lúc mình sống thì mẹ có định đéo cho đúng không? Hay là vẫn cho nhở, cho đúng không? Cho. Để mẹ đã khóc. Bác sĩ. Thôi, về đã. Xong, đi mẹ mày báo cảnh sát rồi, mẹ phát hiện rồi. Đi mẹ mày sát nhân đây này em ơi. Thằng sát nhân nó vừa đi ô tô đấy, báo cảnh sát đi. Bây giờ tao phải đi thăm mộ mày đã. Mẹ đi, mày kiểu gì tao cũng báo mộng cho vợ tao. Mày thằng sát nhân. Ui, chuyển chỗ mới à? Tao nghĩ thế. Ờ, hình như mày chuyển chỗ mới này. Không không, đây không phải chỗ này. Bây giờ tao sẽ cho con dâu đâu. Bây giờ tao sẽ đưa thằng con đi thăm mày, hiểu không? Mày làm người phải thế. Đấy, thì à, con ơi, đi với bố. Hey buddy. Hi. Hey. Linda. Hey. Are you guys ready to leave? We are. Are you sure no one was following you? Yeah, yeah. We're fine. Let's just get going. Are you okay? I am. Phải trốn mẹ. Fine. Ui, cuối cùng lại đéo đi thăm mày luôn à? Thăm con cặc. Mày có thăm đéo đâu. Mày điên là tao thăm mà để bị bắt ra là ngu à? Tao có ngu đâu. Liền một ngày nào đấy mày thăm tao cũng được mà, khi mà không có những người ở đây này. Đấy, chỉ có vợ tao là yêu tao thôi. Mày đéo phải bạn tao. Tao, tao phải đi về đợi bọn kia đi hết tao mới thăm mày được chứ. Ủa, nhưng mà tao mẹ nhiều người thăm mấy lồn ấy. Thôi cũng, cũng thấy vui, cũng thấy vui khi mà nhiều người thăm mãi rồi. Mày chết thì hơi buồn. Tao là vợ con đó. Ready. Aim. Ui. Fire. Thì mẹ tao chết mày hoành tráng mãi rồi. Fire. Cảm ơn. Rồi, nên là mày chết mẹ đi. Fire. Chết mẹ. Hạnh phúc. Fire mãi rồi. Hạnh phúc mãi rồi. Tao nghĩ là cái kết này là cái kết đúng này cho cái game này. Không, kết kia đúng hơn. Mẹ công lý này đúng hơn, công lý phải chiến thắng mày, hiểu không? Tao ăn trộm nhưng mà tao có giết người đâu. Mà mày nhưng mà mày ăn trộm kim cương, tội phạm quốc gia vãi lồn rồi. Vì nhà nghèo thì mày ăn trộm chứ sao? Cuộc sống nó đưa đẩy, hiểu không? Đấy, tao nhảy bắt được con vợ là ngày mai thì phải đến thăm mày sau, hiểu không? Không, nhưng mà thằng này giống thằng Captain American vãi lồn, mũi hơi to tí thôi. Giống Maxi, mày thử search Maxi đi xem có giống không? Maxi giống Maxi quá, đi lại lồn. Ừ. Giống cặc. Thế là tao đang nhớ về mày này, tao đang tưởng niệm về mày này. Xăm lồn. Chả thế. Mày còn đéo đến thăm mộ tao cơ, nhìn mẹ còn xúc vật. Tao ít ra tao luôn tưởng đến mày, hiểu không? Nếu tôi từng có một thằng bạn thì mẹ mày tốt, nhưng mà nó đâm sau lưng nên nó phải chết thế thôi. Điện tao là Justice. Xong thì ra đây cái kết thứ hai thì hết rồi. Còn kết ba, cái kết thứ ba không là cái kết anh em mình cùng sống không, để hạnh phúc bên nhau. Chắc phải có kết thứ ba chứ nhở. Kiểu tao sẽ bỏ ngành cảnh sát này, mày thì sẽ không ăn trộm nữa, xong rồi anh em cùng nhau sống với vợ mày và con mày hạnh phúc về sau, vãi lồn. Ôi vãi lồn, anh em định đổi vợ đúng không?
không thích mày cho mày vợ cũ tạm được, tao lấy vợ mới vợ mày.